Kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024 của báo Gia Lai Điện Tử, được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút và sau đây là nội dung chi tiết. Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 15 tích cực học tập và làm theo lời bác, nhiều sáng tạo trong phát huy khối đại đoàn kết ở cơ sở. Điều chỉnh vốn đầu tư từ nguồn ngân sách của dự án 5 và dự án 10. Thêm không gian cho cổng chiên cán bộ thôn hết lòng vì cộng đồng. Làng Gia Ú, xã Gia Băng, huyện Đắc Đoa đã đạt chuẩn nông thôn mới, tặng 25 xuất quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo huyện Phú Thiện. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Gia Lai chi sai khoảng 31 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, khắc sâu lời dạy của bác Hồ, những năm qua cán bộ và chiến sĩ tiểu đoàn 15, Sư đoàn 320, quân đoàn 3 luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện. Từ sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, tiểu đoàn 15 là một trong những điểm sáng của sư đoàn 320 trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trong các cuộc thi phát động do sư đoàn 320 triển khai, tiểu đoàn 15 gặt hái được những kết quả nổi bật. Đơn cử năm 2022, tiểu đoàn 15 giành giải nhất tại hội thi phương pháp huấn luyện, đại đội trưởng giỏi sư đoàn tổ chức giải nhi cuộc thi vườn hoa xuân và chào mừng lễ ra quân huấn luyện và giải nhất cuộc thi vệ báo tương cho chiến sĩ mới. Liên tục 2 năm liền, 2022 và 2023, chi bộ tiểu đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiểu đoàn được công nhận vững mạnh toàn diện mẫu mất tiêu biểu. Cũng trong 2 năm, 2022 và 2023, tiểu đoàn được sư đoàn 320 trao tặng danh hiệu, đơn vị quyết thắng. Thiếu tá Trương Công Tiến, chính trị viên tiểu đoàn 15 cho biết, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo phát huy tốt vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên với tinh thần trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực trong đơn vị. Cụ thể đến nay 100% cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật đơn vị an toàn tuyệt đối chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của sư đoàn trong giai đoạn mới các cá nhân tập thể của tiểu đoàn không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần tô thắm bản chất truyền thống tốt đẹp và hình ảnh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới được nhân dân quý mến và huy những kết quả đã đạt được đơn vị sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh hơn những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp, cấp huyện Chư tỉnh Gia Lai đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong phát huy khối đại đoàn kết ở cơ sở, qua đó đã tập hợp các tầng lớp nhân dân trong huyện đoàn kết chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Theo đó, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong năm năm qua mặt trận các cấp trong huyện huy động sức dân đóng góp trên 11,6 tỷ đồng hiến bại hecta đất và đóng góp gần 16.000 ngày công lao động để xây dựng đường giao thông và các công trình dân sinh, nhờ đó đã góp phần hoàn thiện nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 6 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bà Siêu Hòa Phiết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Bứ cho biết, những kết quả nổi bật trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố xây dựng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, ổn định tình hình nhân dân khẳng định lòng tin của dân đối với đảng chính quyền phát huy những kết quả đạt được thời gian tới chúng tôi tiếp tục tăng cường vai trò nồng cốt của mặt trận các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc khơi dậy truyền thống yêu nước xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh phồn vinh văn minh hạnh phúc Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 331 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện dự án 5 và dự án 10 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, sẽ bố trí 183 tỷ đồng để triển khai tiểu dự án 1, dự án 5 dự án phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới hoạt động củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú phổ thông dân tộc bán trú trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mâu chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời đối với dự án 10 dự án truyền thông tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi điều chỉnh giảm 5,259 tỷ đồng do ban dân tộc quản lý tăng 5,259 tỷ đồng cho các địa phương để triển khai tiểu dự án 2 về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi. Dự án phòng trưng bày không gian văn hóa Cồng Chiên Tây Nguyên hoàn thiện và đưa vào sử dụng ngoài mục tiêu tôn vinh di sản sẽ tạo sức hút đáng kể cho du lịch địa phương. Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết số 374 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phòng trưng bày không gian văn hóa Cộng chuyên Tây Nguyên tại Bảo tàng tỉnh với tổng kinh phí 6,7 tỷ đồng, dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2015. Dự án có thêm không gian lý tưởng cho Cộng chuyên. Không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên trải dài ở cả năm tỉnh Tây Nguyên, song UNESCO lại chọn Gia Lai là nơi tổ chức đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cũng không ngẫu nhiên khi Vesuvan văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên trở thành thương hiệu của văn hóa du lịch Gia Lai sau nhiều lần tổ chức thành công. Sự kiện có tính định kỳ làm nên điểm nhấn đặc sắc riêng có của tỉnh ta đó là chương trình. Cồng chiên cuối tuần, thưởng thức và trải nghiệm ra mắt từ cuối tháng 4 năm 2012. Vì vậy, dự án phòng trưng bày không gian văn hóa Cồng chiên Tây Nguyên hoàn thiện và đưa vào sử dụng ngoài mục tiêu tôn vinh di sản sẽ tạo sức hút đáng kể cho du lịch địa phương. Bản tin sẽ được tiếp tục với nội dung sau anh Cờ Sa so Phiếu, bí thư chi bộ kim trưởng thôn Bờ Lo Dung, xã Gia Hờ Rung, huyện Gia Cờ Rai, luôn hết lòng vì cộng đồng và giúp đỡ dân làng phát triển kinh tế. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh cần tích cực vận động bà con, tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xóa bỏ, vấn nạn, tạo hôn, hôn nhân cận huyết thống để xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và hòa giải các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng vung đắp tình làng nghị xóm. Cùng với đó, cờ so phiếu cũng không ngại khó khăn, thường xuyên gặp gỡ các mạnh thường quân, kêu gọi ủng hộ kinh phí để giúp đỡ hồi nghèo hay cải tạo cảnh quan trong thôn. Trao đổi với phóng viên, ông Thái Hồng Cương, bí thư đảng ủy xã Gia Hợ Rung cho biết, gia đình ông Phiếu là hộ khá giả ở thôn Bờ La Dung. Với vai trò bí thư chi bộ kim trường thôn Bờ La Dung, ông Phiếu kịp thời triển khai các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để người dân biết và thực hiện theo qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt lồng ghép các thôn làng. Cơ sở phiếu cũng đã vận động bà con, xóa bỏ các hủ tục. Ở thôn Bà Lo Dung, an ninh trật tự an toàn giao thông luôn được giữ vững. Đời sống của 200 hộ dân trong thôn từng bước khởi sắc. Nhờ huy động nhiều nguồn lực đầu tư, đến nay làng Gia Ố, xã Gia Băng, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai đã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc hơn. Bên cạnh tích cực đóng góp cải thiện hạ tầng, người dân cũng đã chủ động thay đổi nếp nghĩ cách làm trong lao động sản xuất để nâng cao thu nhập. Đến nay làng có 311 hecta cây trồng các loại, cùng đàn gia súc, gia cầm lên gần 2.600 con. Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Băng cho biết, đến nay xã có hai thôn đạt chuẩn nông thôn mới là O Dố và Châm bờ Rông thời gian tới xã tiếp tục tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của các đơn vị bộ đội nhà hảo tâm để hỗ trợ hai làng xây dựng cải tạo hạ tầng đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đại tiến bộ kỹ thuật để đầu tư phát triển kinh tế góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của xã Thời gian qua, làng O Dố cũng nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân và tiến hành xây dựng 4 căn nhà cho hộ nghèo, một điểm trường mầm non, một số phòng học với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Trong đó, riêng tiền vận động của xã là 500 triệu đồng, ngoài ra xã cũng huy động. Các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn và các đoàn tình nguyện hỗ trợ hơn 740 ngày công, giúp người dân làm nhà tu sửa trường học, làm đường giao thông nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Nhóm thiện nguyện 50K thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa trao tặng 25 xuất quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo ở làng Mung Mát, xã Gia A Kê, huyện Phú Thiện. Theo đó, mỗi xuất quà trị giá 350.000 đồng do các thành viên của nhóm thiện nguyện 50K đóng góp cùng với sự hỗ trợ của một số nhà hảo tâm. Được biết, biết, làng Mung Mát vốn được di dời và định cư bên kênh chính của thủy lợi A Duyên Hạ, làng có 235 hộ với 1.250 nhân khẩu, trong đó 75% là người dân tộc Gia Rai, làng hiện còn 10 hộ nghèo và khá nhiều hộ cận nghèo. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Gia Lai đã chi sai khoảng 31 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Ngày 20 tháng 7, Quỹ Bảo vệ Môi trường và Phát triển rừng Gia Lai cho biết, đơn vị này đang thực hiện quyết định của Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai về ban hành kế hoạch thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022, chuyên đề quản lý, sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020-2022. Theo quỹ bảo vệ và phát triển rừng Gia Lai giai đoạn 2020-2022, số tiền đã điều tiết để bổ sung cho diện tích khoáng có đơn giá thấp cho 16 chủ rừng, gồm các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp và 16 ủy ban nhân dân cấp xã là hơn 25 tỷ đồng số tiền trên lệch đối với đơn giá bình quân chi trả tính theo diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng thực tế và diện tích rừng cung ứng theo tỷ lệ số ca hơn 5,8 tỷ đồng qua kiểm toán kiểm toán nhà nước phát hiện số tiền chi sai là khoảng 31 tỷ đồng tiếp đó ủy ban dân tỉnh gia lai có quyết định ban hành kế hoạch thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 chuyên đề quản lý sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 Ông Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Gia Lai cho rằng, việc xác định sai đơn giá bình quân chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng là sai sót của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Gia Lai do nhận thức và vận dụng cho phù hợp với tình hình thực tế. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của Báo Gia Lai Điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.